Và xin thân ái kính chào các cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bông sen kỳ kiển trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay thì vườn của bà ngoại ha có lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai đại lộc cánh sen nữa cô chú anh chị ha. 10 cây 10 mã, 10 mã ha. 10 cây đại lộc cánh sen ghép gốc bứng cô chú anh chị ha, gốc vườn ha cô chú anh chị, gốc to nha. Đó, giá hữu nghị của chú anh chị mức giá từ 300 đến 400 ngàn, 500 ngàn một cây nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì ủng hộ cho bà ngoại nha cô chú anh chị nha. Và không làm mất thời gian nữa em mời gặp luôn bà ngoại để bà ngoại chào giới thiệu và giao lưu nha. Bà ngoại ơi. Thì hôm nay cũng xin chào cô chú và quý anh chị em mình ở gần xa. Thì hôm nay nhà vườn cũng có lên một clip mai vàng bánh tre và cũng có nhiều loại giống vừa lấy bo thuận tiện và vừa chơi Tết cũng được luôn. Nên nó rất là thuận tiện. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình mà xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ giùm rất là mang ơn nhiều, thật là nhiều nha. Rồi mình vô cái đầu tiên luôn ngoại ha. Rồi cái mã số là 31M, cũng là một cây đại lộc cánh sen. Cây này ghép được 3 bo lớn cô chú anh chị ha. Đây, 3 bo nha cô chú anh chị. Đó. Rồi ngoại đã không sớm con ngoại. Cây này hoành được 14. Rồi. Chiều cao là được 67. Rồi. Tán ngang là được 61. Rồi. Thì đúng ra cây này cái tàn nó cũng rất là đẹp, nhánh đồ nó cũng rất là đều. Thì theo cây này là 500 nhưng hôm nay cũng giảm giá cho cô chú và quý anh chị mình 50 đi, nhờ thương mà ủng hộ cho cây này 450 thôi. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo mã số 32M. Rồi một cây đại lộc cánh sen nữa cô chú anh chị ha. Đây. Cái này thì ghép cũng được 3 bo nha cô chú anh chị mình. Đây, 3 bo nha. Đó, 3 bo. Rồi, ngoài đó không sớm một con luôn ngoài. Cây này hoành được 12. Rồi. Chiều cao được 51. Tán ngang 51 luôn. Rồi. Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cho cái này là 300 thôi. Rồi, okay. Rồi tiếp theo mã số 33M cô chú anh chị ha. Rồi một cây đại lộc cánh sen nữa cô chú anh chị. Cái này thì ghép được 2 bo nha cô chú anh chị mình. Đây 2 bo ha. Đó, dáng siêu siêu ha, tàn cũng khá là dễ thương ha. Rồi, cây nào cũng có nút nụ của chú anh chị em bao nha, cô chú anh chị mình nha. Nè, bao nút nụ hết luôn nha. Rồi, đâu không sớm ngoài. Cây này hoành 16 rưỡi tính 16. Chiều cao là được 64. Rồi. Tán ngang là được 58. Rồi. Cái này mình giao lưu như ngoại. Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn 300 thôi. Rồi, rất mình... là dễ mua cô chú và quý anh chị mình. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 34M cũng là cây đại lộc cánh sen luôn cô chú anh chị ha. Cây này cũng ghép được 2 bo lớn đó, cô chú anh chị. Đó. Rồi củ đá cô chú anh chị. Góc có ha. Rồi. Đâu không sớm con luôn ngoại. Giá rất là mềm nha cô chú anh chị. Cây này hoành được 18. Rồi, cây mấy cây này là giá là bao ship hết cô chú anh chị nha. Chiều cao là được 50. Rồi. Tán ngang là được 49. Rồi. Thì cái này nuôi cái gốc đến mới lớn như vậy rồi cũng lâu lắm cô chú và quý anh chị mình. Mà nhờ cô chú và quý anh chị mình thương ủng hộ chỉ có 300 thôi. Rồi, cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 35M. 35M cũng là cây đại lộc cánh sen luôn cô chú anh chị ha. Rồi, cái này ghép được 2 bo cô chú anh chị ha. Tàn cũng khá dễ thương cô chú anh chị. Rồi, đâu không sớm con luôn ngoài. Cái này hoành được 14. Nút nụ rất là nhiều nha. Chiều cao là được 50. Rồi. Tán ngang là được 57. Thì cái này là theo đúng là 300 nhưng hôm nay thôi cũng giảm giá bớt cho cô chú và quý anh chị mình 20 đi. Nhờ thương mà ủng hộ cho 208 thôi. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 36M. Đó, cũng là đại lộc cánh sen ha, 10 cây nha cô chú anh chị. Hôm nay giao lưu 10 cây đại lộc cánh sen không nha. Đó, nút nụ rất là ngon lành nha cô chú anh chị. Rồi, đó không số luôn bà chủ bà ngoại ơi. Ghép được 2 bo lớn cô chú anh chị đây. Cây này hoành được 13. Rồi. Chiều cao là được 54. Rồi.
sáng ngang là 53. Rồi. Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương ủng hộ cho cái này là 300 thôi. Đợi cây. Okay. Rồi tiếp theo mã số 37 em mở. Rồi cây này thì ghép được 2 bo cô chú anh chị, 3 bo cô chú anh chị ha, 3 bo. Đó, cũng là đại lộc cánh sen nha cô chú anh chị. Đó cũng dễ thương ha. Rồi ngoài đó không số không con không ạ? Cây này quanh 11 rưỡi tính 11. Chiều cao được 52. Rồi. Tán ngang là được 55. Rồi. Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương ủng hộ cho nhà vườn. Cái này là 300 thôi, rất là dễ mua cô chú và quý anh chị mình, cây vẫn đẹp. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 38M. Rồi cũng là đại lộc cánh sen luôn cô chú anh chị mình. Đó. Rồi cái này ghép được 2 bo cô chú anh chị, nốt nụ ngon lành luôn cô chú anh chị mình nha. Rồi ngoài đó không sớm con ơi. Cây này hoành được 15. Rồi. Chiều cao là được 56. Rồi. Tán ngang là được 53. Rồi. Thì cái này nhờ cô chú và quý anh chị mình thương nhà vườn ủng hộ cho cái này là 300 thôi. Rồi, mình hôm nay nha. Giá dễ mua lắm đó, cô chú và quý anh chị mình ơi. Rồi tiếp theo cây mã số 39M cũng là một cây đại lộc cánh sen luôn cô chú anh chị. Cây này thì mình ghép được một bo nha cô chú anh chị. Cái chậu ghép nó ngay đây cô chú anh chị nha. Nè, ngay đây nè. Đó. Nó lên chút xíu khoảng cái này là một phân cô chú anh chị ha. Đó. Rồi ngoài đông số không con nha. Tất cả những cây này đang nằm ở trong chậu là 2 tấc 2 hết cô chú anh chị mình nha. Chậu 2 tấc 2 nha. Cây này hoành được 14. Rồi. Nốt nụ nè cô chú anh chị ha, rất là nhiều nha. Chiều cao là được 59. Rồi. Tán ngang là được 53. Rồi, cái này mình giao lưu nhiêu? Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn là 320 thôi. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 40M. Đó, cũng là cây cuối clip ngoài giao lưu ngày hôm nay luôn cô chú anh chị ha. Cây này thì đang nằm trong chậu 2 tấc rưỡi nha cô chú anh chị. Đó, còn là những cây đầu kia là nó nằm trong chậu 2 tấc 2 cô chú anh chị ha. Đây, cây này ghép được 2 bo nha cô chú anh chị. Rồi, có cây đầu clip ngày hôm nay cũng là nằm trong chậu 3 tấc nha cô chú anh chị. Rồi, đâu không sớm con mày. À, tại nãy giờ em quên cái đường kính chậu của cô chú anh chị, không cảm như em ha. Cây này hoành được 18 rưỡi tính 18. Nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 70. Rồi. Tán ngang là được 58. Rồi, cái này mình giao lưu nhiêu mày? Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn. Cái này theo 450 nhưng mà bớt 50 ủng hộ cho 400 thôi. Rồi cây này cuối clip luôn ha ngoại ha. Cây này cũng là cây cuối clip. Rồi ngoại thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị mình ở gần xa được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý, mừng ăn phát tài mua may bán đắt nha cô chú và quý anh chị mình. Thì sau đó cũng chúc cho gia đình được tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như bà ngoại cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho bà ngoại trong các clip trước cũng như là clip này. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị mình ạ. Em có xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị. Quý clip cho em xin một like và đăng ký kênh để khi kênh quay video mới cô chú anh chị mình nhận được thông báo để vào xem sớm nhất nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.